Chào mọi người, bọn mình là nhóm chơi Sài Gòn By Night game Vampire the Masquerade. Chúng ta có Đường chơi nhân vật Bạch Đường, có Thiện chơi nhân vật Công Binh, có Covers chơi nhân vật Đông, có Búp chơi nhân vật Chú Hưng, Sương là người dẫn chuyện. Nhưng mà cái buổi hôm nay thì bọn mình không chơi mà bàn out of character về việc làm như thế nào để đưa lại cái nhân vật Bạch Đường của Đường chơi vào trong cái nhóm chơi. Nếu mà ai có theo dõi các cái tập trước tập 7 thì có thể biết là nhân vật Bạch Đường đã rời khỏi Coterie của bọn mình một cách không êm thầm lắm. Nên là bọn mình cùng suy nghĩ out of character xem làm như thế nào để mang lại nhân vật đấy về. Cái này cũng là một cái behind the scene thôi, mà bọn mình hy vọng là có thể đưa cho cái cộng đồng chơi game nhập vai, như là cộng đồng chơi Vampire the Masquerade, một vài cái insight về một cái game nó vận hành như thế nào ở đằng sau bức màn. Ok, vậy có thể phiền Đường kể lại backstory nhân vật vấn đề hay không? Này, đợi em xíu, em mẹ em vừa nhỏ lắp con Lego, đợi em tí. Hả? Mẹ em nó lắp Lego ấy hả? Không, mẹ em chỉ thích nhìn thành phẩm sau khi lắp thôi, còn việc lắp việc của em. Ok. Con này là con ghép, xong rồi về chỉ để em lắp thôi, còn mẹ em lắp xong làm gì là việc của mẹ em. That's so sweet. Mọi người nào để kể lại một chút về backstory của Bạch Đường ở Nô Đăng Lạc. Như mọi người đã biết thì tính từ năm đại học, Bạch Đường đã từng là một idol mạng, một hiện tượng mạng, và sau đó trở thành một idol like, sống bằng idol bán kem trộn. Trước đấy thì cái backstory này là nghĩ ra khi trước khi Bạch Đường là một idol like thì cuộc sống của Bạch Đường nó như thế nào. Em với chị Sương đã nghĩ ra một cái kịch bản ngược tâm đau khổ, rơm rớm nước mắt các thứ cho Bạch Đường để Bạch Đường có niềm tin vào cuộc sống. Thì bắt đầu từ vòng Thorstone và confession của Đường là gì. Thorstone của Đường đến thời điểm hiện tại đã có là bố mẹ của Đường. Yay, bố mẹ của Đường đang là một tiểu thương nhỏ, nhà bán tạp hóa ở đâu đó trong cái quận 3 này. Về confession của Đường thì nó sẽ là cái câu tôi luôn là người quyết định cho cuộc đời của tôi. Em đang nghĩ em sẽ kể kiểu gì nghe cho nó đỡ nhàm chán. Rồi thì để quay ngược về quá khứ, bắt đầu từ năm Đường sinh ra. Gia đình Đường là một gia đình giàu có, là một trong vị tử. Ở gia đình Đường có thể đứng đầu một tập đoàn. anh nghe cái giọng kể nó có vẻ truyền cảm như Nguyễn Ngọc Ngạn quá. Gia đình Đường là một gia đình kinh doanh giàu có vẻ như là chủ tịch của một tập đoàn nhà hàng, nhà ăn nổi tiếng với các cơ sở trải dọc khắp cái Sài Gòn này. Nhưng vào năm cô lên lớp 7, một biến cố xảy ra, một vụ kiện nào đó mà hồi đó cô còn chưa đủ tuổi để có thể biết thêm thông tin chi tiết xảy ra. Gia đình cô do có dính líu với một vài người có chức có quyền nào đó vẫn trong cái thành phố Sài Gòn hoa lệ này. Dính ra trong vụ kiện đấy, nhà cô thư kiện theo nghĩa đen, một gia đình chỉ làm kinh doanh, có tiền mà chẳng có quyền. Trong mắt những cái người đấy là những cái chọc phú mới, không có sức ảnh hưởng, không có gì uy hiếp được họ. Và tất cả mọi thứ, có hiểu như cả thế giới của Bạch Đường biến mất sau một đêm hôm đấy. Bạch Đường từ một cô tiểu thư công chúa cơm bưng nước rót tận miệng, không phải động chân động tay vào việc nhà. Nào là váy, nào là quần, nào là búp bê, đồ chơi, chả thiếu một thứ gì. Rồi bùm, Đường chả còn gì cả. Chỗ nhà hàng đấy, đúng theo lý thuyết nó sập, chả còn một cái gì có thể giữ được. Cha mẹ Đường thì vay đây vay đó, bố gọi là chạy đôn chạy đáo để có thể sống qua ngày. Nhưng qua cái thời gian nghèo khó đấy, từ lúc lên lớp 7, cuộc sống của Bạch Đường như bước sang một trang khác. Cô phải thử những việc cô chưa từng thực, phải làm những điều mà trước đây cô còn căm ghét và khinh bỉ, ví dụ như đi đổ rác. Bạch Đường đã cố gắng làm quen với nhiều thứ, cố gắng cùng bố mẹ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Rồi thì gia đình Đường cũng sống không dư giả, nhưng gọi là đủ ăn đủ mặc. Đến năm Đường lên lớp 11, bố mẹ Đường quyết định đẻ Đường, gả Đường qua một nhà khác, một nhà một người đã từng thân quen. Dạ. Dương họ tạm tí nhá. Nè, hiện tại I know this is very cool, but if we continue on this page, it will take a long time to finish. Did we have finish the first part of the story? So, do you prefer mọi người muốn mình tiếp tục như vậy, hay là bọn mình muốn nói vô ý chấn rồi lên kế hoạch làm việc tâm sự sao? Dù anh rất thích giọng kể của Đường, mà anh nghĩ là mình đã đi ý chính hơn một tẹo. Tức là mình sẽ đến đoạn nào á?
là ok đây. Nói chung là bố mẹ Đường cả Đường có một nhà khác để Đường có cơ hội sống trong nhà chồng giàu có hơn, có môi trường học tập tốt hơn. Nhưng mà việc okay. bố mẹ Đường cả Đường qua nhà chồng không được Đường đồng ý về việc được cả qua nhà chồng. Nên là Đường phản đối gia đình, không đồng ý với gia đình và quyết định bỏ nhà ra đi. Bởi vì cảm giác là bố mẹ Đường nó không tôn trọng quyết định của Đường và không tôn trọng cái suy nghĩ cá nhân của Đường. Đường thì muốn giàu nhưng không muốn giàu vì người khác, không muốn gia đình phải nhờ người khác để có thể giàu có. Nhưng mà Đường lúc đấy không hiểu được rằng cả một cái nhà của Đường trước đấy đã bị một cái thế lực nào đấy cao cấp hơn đi. Tức là nếu mà còn ở nhà, nếu mà lấy danh nghĩa của bố mẹ để kinh doanh lên thì Đường sẽ không phát triển được. Tức là sẽ mãi mãi là một người bình thường ấy. Và bố mẹ Đường hiểu rằng Đường không thích là một người bình thường như thế, nên đã chuyển hướng cho Đường là qua ở nhà chồng và kinh doanh dưới danh nghĩa của nhà chồng. Thì lúc đấy mới có cơ hội giàu. Mà Đường không có nghe, vì lúc đấy Đường không có hiểu. Kiểu tại sự cái cụm từ là biết rằng là Đường sẽ không thích cái đó ấy. Mà không, đang biết rằng Đường sẽ không thích việc sống như một kẻ bình thường ấy. Bố mẹ Đường biết rằng Đường sẽ muốn được giàu, muốn được các thứ nên mới đẩy Đường qua bên kia để kinh doanh. Nhưng mà không hiểu rằng là Đường muốn giàu vì bản thân mình, tức là kiểu giàu trên đôi chân của mình chứ không phải giàu vì người khác giúp ấy. Ngoài từ khác nhau. Yep. Nên là để đặt cãi nhau đấy, mọi thứ nó nổ ra một cách gay gắt hơn và kịch liệt hơn. Thế là Đường quyết định không về nhà nữa. Và lúc này thì để có tiền trang trải cuộc sống, để có thể sống được ở đất Sài Gòn hay lại trời phan vẻ. Nhưng mà Đường đã phải làm những công việc nó nhàn hạ hơn, nó phù hợp với cái tính tiểu thư vốn có của Đường hơn. Thật ra cũng không phù hợp lắm, nhưng mà nó nhàn hơn việc đi rửa bát với đi bưng bê. Đường có nhận vận chuyển thuốc phiện, tức là vận chuyển đồ thứ. Nó không nhẹ. Dạ. À. Kiểu càng nói ra thêm detail thì sự càng kiểu lạc, cảm thấy như là nó khác với những gì sự đang nghĩ một bên á. Kiểu càng nói ra detail nó càng khác biệt xong kiểu what is going on, I don't know, should I talk about it? Mà chị Sơn chưa nghĩ nè. Đúng rồi, tại cái scene đấy Sơn lại nghĩ về cái mình hiểu đó là khi mà Đường thoát ra, mình biết design của Đường rất mạnh là muốn giàu đúng không, muốn thăng tiến đúng không, làm việc bình thường thì sống qua ngày cũng được, nếu không phải là không có cách nào sinh tồn được. Nhưng mà muốn thăng tiến, muốn đi học, muốn có việc có chức, bắt đầu mở kinh doanh được thì phải có tiền, có vốn, phải dám làm cái gì cao hơn thì mới lên cao được đúng không? Bởi vì thế nhân vật của mình mới đi liều làm đổi một cái giá để có thể có được cái đó. Là bắt đầu nhúng tay vào những cái đường dây không có tốt là lắm, ví dụ vận chuyển hàng hóa gì đó, buôn lậu hay cái gì đấy, hoặc là thuốc phiện các kiểu này nọ. Nên nói chung là nhờ cái đấy thì ngày đấy mới giàu nhanh, mới có đủ để có thể vốn cuộc sống tốt hơn, để đổi lấy cuộc sống tốt hơn đấy. Và đấy là cái cách mà Sơn nhìn cái sự kiện đấy á, nhưng mà có phải Đường nhìn nó theo cách thật ra Đường nhìn đơn giản là nếu mà để làm những công việc bình thường, tích lũy vốn tiền để đi học đại học thì nó vẫn được, nó chỉ là nó rất vất vả, nó rất mệt mỏi. Và thực sự là Bạch Đường thay vì chọn việc mệt mỏi đấy, với cái tính cách của nó, với những cái môi trường nó trải qua, thì chắc chắn nó sẽ chọn một thứ gì đấy nó có lợi ích cao hơn và nó nhàn hơn theo góc nhìn của nó. Thì Đường sẽ không thực sự hiểu được cái môi trường đấy nó khắc nghiệt như nào, nó nguy hiểm như nào, không hiểu rõ công việc mình làm là gì. Anh nghĩ cái cách mà mình tiếp cận đến backstory của nhân vật Đường này nó hơi dài dòng quá. Thế này được không? Đường có thể cho mọi người biết cái mong muốn lớn nhất của Bạch Đường là gì? Muốn có chức có quyền và khiến những cái gia đình trước kia, những cái người trước kia làm hại gia đình mình ấy phải quỳ xuống xin lỗi. Đấy là mong muốn của Đường. Nó chưa phải làm quan. Vậy thì trên cái hành trình đi đến bước đấy là một, Bạch Đường đã phải bỏ gia đình, quyết định là bỏ gia đình. Tiếp theo cái trắc trở tiếp theo là gì? Bắt đầu dính vào các đường dây tội phạm. Và tiếp theo nữa là có giết người. Và từ giết người nhìn sai ở nhìn thấy đã giết người nên được inbrave thành vampire. Yes. Thế suy nghĩ đó là một cái điểm đẹp là mình nói những cái chốt point như vậy. Là nhân vật của mình đã hy sinh những cái gì để đạt được đến cái đó rồi đúng không? Và trong góc nhìn của sự suy nghĩ là một phần lớn của cái hy sinh này, tức là để mình hiểu nhân vật này á, hiểu tại sao họ lại làm như vậy, thì câu hỏi sẽ là thứ nhất, tại sao nhân vật mình muốn đạt được giàu có, muốn đạt được quyền chức, thì mình theo trong backstory của mình thì Đường trả lời nó bằng cách nào chứ? Là bởi vì Đường không thích cái cách xã hội này vận hành, khi mà cấp trên đè bẹp cấp dưới, các tầng lớp trên đè bẹp cấp dưới, nên nếu mà Đường không thay đổi được cái kiểu tầng lớp đấy thì Đường sẽ tầng lớp sinh cùng. Đấy của nó. Ok, là bạn ấy muốn mình là người đứng đầu và thay đổi nó theo cái cách vận hành mà mình muốn hơn, nhưng mình không muốn cái cách kia nữa. Vì thế nó đi trái ngược với cái phong cách mà bố mẹ bạn ấy đang làm, là kiểu tôi nghĩ xã hội để vận hành theo kiểu mọi người phải nhờ vả nhau mới lên được, đó là phải có ô dù để nọ. Bạn ấy thì lại kiểu là tôi có thể tự một mình đứng lên đầu xã hội này được, tôi không có ổn với cái phong cách kia, thế nên tôi sẽ đi đơn một mình. Nhưng mà để đi theo con đường của mình và đi theo cái mong muốn cái
hướng riêng đấy thì bạn ấy đã phải đổi rất là nhiều cái giá như Đường nó nói đúng không? Nhất là rời bỏ gia đình nè, xong rồi phải tham gia vào xã hội riêng ở tuổi rất là sớm như vậy, thì nhân vật của mình mới đạt được cái vị trí hiện tại hôm nay. Một người mà từ đứa trẻ lang thang không nhà không cửa đúng không? Mình có thể vô đại học được, rồi có nhà riêng, có chung căn hộ, chung cư, có thể bắt đầu cái sự nghiệp, tài chính riêng của mình. Nhân vật mình đã phải thay đổi, phải đổi, đánh đổi rất nhiều thứ ở còn trẻ. Nó xin nhớ không lầm thì Đường nói là về việc cái giết nhân vật của mình có cả cái việc giết người nữa. Đấy là một cái thorn rất là lớn trong nhân vật mình. Trước đấy xin nhớ một đoạn Đường nói rằng là nhân vật của mình khi mà những lần đầu bắt đầu thêm càng nhúng sâu vào và nhận ra là việc xấu mình làm á, nó ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và nhân vật của mình có đau đớn, có buồn, có hối hận về những cái gì đấy mình đã làm. Nhưng mà cô ấy không quay đầu lại được, đã ở đấy rồi, không ra được. Cô ấy buộc phải đi tiếp mà. Mà có thể đấy là một phần đã tạo ra cái tính cách gọi là lận thờ ơ cuộc sống và xe cắt lạnh lẽo của nhân vật mình như vậy. Quá trẻ phải cắt quá nhiều thứ ra khỏi bản thân như vậy để có thể em nghĩ cái này tiếp được. Em nghĩ này em sẽ giải thích kia một chút, bởi vì nó có liên quan đến việc ngày mai một buổi sau mọi người tiếp cận vào backstory nào ấy, thì Bạch Đường có dính líu đến xã hội đen từ lúc bắt đầu chuyển mới vào thuốc phiện. Lúc đấy thì không biết tại sao, mà làm nhiều xong rồi hiểu dần thì cứ bị dính vào từ khi còn trẻ đến lúc biết mọi thứ nó tệ rồi. Từ khi bắt đầu Bạch Đường tự nhiên nổi tiếng từ một cái trang TikTok ở đấy, bắt đầu nổi tiếng và thành idol rồi ấy, thì nhận ra cái việc mình dính líu như thế, nếu mà mình nổi tiếng, mình lên chức cao, nó ra một cái vết nhơ rất lớn trong cuộc đời của Đường. Nên là Đường đã tìm cái người biết cái điều đấy, thật chỉ có một hai thằng biết thôi về điều đấy, để đàm phán là kiểu cứ cho điều này cho điều kia để nó không làm lộ ra. Nhưng mà bên kia thì cứ liên tục đe dọa và uy hiếp và cần nhiều điều hơn. Thì trong một giây phút căng thẳng thì Đường đã giết người đấy, và sở của Đường nhìn thấy những việc Đường đã giết đấy và thấy đứa này một đứa quyết tâm đấy, dám làm vì những điều mình muốn. Thế đấy là lý do mà ông bị vây Đường thành một em chu. Nó sẽ theo hướng như thế, giữa việc bám đứng những người xung quanh và sinh tồn thì Đường chọn sinh tồn. Vì vậy Đường không có thói quen làm thân với mọi người xung quanh, không có thói quen dành tình cảm cho mọi người xung quanh nữa, để khi Đường bán thông tin, Đường kiểu đúng mà bán người ta đi, Đường sẽ không đau lòng nữa. Nhưng mà đến khi bắt đầu vào Quattery, khi bắt đầu có tình cảm thực sự Quattery, thì lúc lật mặt lại như tức là như Đường đã từng là party, thì lần lật mặt này nó lại không nhẹ nhàng như vậy đó. Nice. Qua cái backstory có ai cảm thấy vẫn chưa hiểu lắm, có phần nào bị thiếu không? Cho phép Thiện thử tóm tắt. Thiện sẽ tóm tắt theo phong cách. Đầu tiên là tóm tắt bằng một câu, sau đó là tóm tắt khoảng một đoạn 4-5 câu. Tóm tắt một câu: Đường là một cô bé quyết tâm đạt được mục đích của mình, nằm trên đỉnh xã hội, trả rất nhiều cái giá. Nice. Tóm tắt nhiều câu hơn một tí. Câu đầu vẫn là như vậy, trả rất nhiều cái giá. Đầu tiên là rời bỏ gia đình, tiếp đến là làm những việc nhơ bẩn trong xã hội như buôn bán thuốc phiện, và dẫn đến giết người để bịt miệng. Cái giá to nhất mà Đường đã trả cho đến giờ là embrace thành một vampire, theo một cái sir ở Ventru, người đã thấy được tiềm năng làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của Đường. Hiện tại mới đến thế thôi, đúng không? Đoạn sau đấy thì Bạch Đường là một idolite nổi tiếng, sẽ có quyền đó. Đấy thì nó vẫn là cái đoạn bắt đầu. Okay. Anh hơi có một cảm giác một chút là cái này nó hơi bị đi ngược lại so với cả cái hình ảnh Bạch Đường ban đầu mà anh trong đầu anh cảm giác thế. Tức là bởi vì như những gì Đường nói thì Đường cực kỳ, tức là cái nhân vật Bạch Đường cực kỳ có khát khao để sống, tức là khát khao để vươn lên, đúng không? Kiểu tao phải đứng lên đỉnh top của tất cả mọi thứ và tao có thể sẵn sàng bỏ hy sinh tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái hình ảnh Bạch Đường ban đầu là một người không quan tâm nhiều lắm đến mọi thứ, tức là kiểu sau, tức là theo anh nhớ không nhầm nhá, là trả thù xong rồi và cảm thấy là cuộc sống mình nó không có ý nghĩa nữa, tức là nó đang hơi bị conflict ở đấy. Anh đang hơi cảm giác có cái sự conflict ở đấy, bởi vì rõ ràng là kể cả là trả thù xong rồi, đúng không, tức là bị có thể là giết xong người quản lý của mình, thì mình vẫn muốn vươn cao hơn, thì cái mục đích nó sẽ hướng theo hướng là mình trở thành kiểu boss của Ventru, maybe là có thể là prince, maybe cái gì đấy cao hơn chẳng hạn đó, chứ không phải là một người mà sẽ kiểu không quan tâm đến những thứ xung quanh, hay là không quan tâm đến kiểu cuộc sống và chỉ nghe lời sire đó. Thì yep. Anh không biết là đây là đang có là một sự kiểu như thế, là có thể là mình đang sửa lại background một chút để mình hợp hơn hay là cái gì đấy, thì cái này là cần làm rõ. Thật sự là đúng, bọn em có sửa lại cái phần đấy để khiến cái việc Bạch Đường có lại Quattery nó có mục đích hơn. Cái nếu Bạch Đường cứ mặc kệ mọi thứ như thế thì Bạch Đường cũng sẽ mặc kệ Quattery chứ không quay về nữa, nên là em sẽ đổ lỗi việc không quan tâm mọi thứ xung quanh cho Bloodborne. Anh nghĩ cái đấy có thể làm được, tức là có thể là kiểu chỉ quan tâm đến Sire
thì sẽ là do là vì đang là Bloodborne nên nó sẽ chỉ quan tâm đến Sire. Nhưng mà khi mà hết Bloodborne rồi thì mình có thể là mình sẽ nhớ lại được những cái mà những cái mục đích khác của mình trước đây. Yeah. Maybe. Yep. Thì có thể giải thích như thế. Ok, xuống sẽ báo luôn là cái plot mà Sơn đang tính tới cho season của Bạch Đường mà cũng có thể là khởi đầu, là nguyên nhân khởi đầu cho cái flashback này của mình á, là trong MMA Band 2 nó làm cái như vậy, là nhân vật ấy cần phải quay về ký ức của mình để kiếm lại một cái mảnh gì đó đó. Thì cái plot có một cái ritual, Sơn có biết có đúng ở trong lore có hay không, nhưng mà Chupia có thể bị áp lực bond á, phá vỡ cái vớt bond của ai đó. Thì Sơn muốn được làm điều đó là trong season tới sẽ có một người Chamia muốn vẽ cái bước bon của được ra, lý do lợi ích cá nhân của ông đấy thôi, nhưng mà nó có thể sẽ gọi là đưa lại nhân vật đẩy về quá khứ á, thời điểm mà trước khi bị vớt bon á, nên nói chung là đi lại quay đẩy ngược về quá khứ của mình. À, đây có thể là lý do tại sao mình có cái flashback đó. Not a walk of life, gồm một đống emotion sau bao nhiêu năm trời không cảm nhận được, nó bùng lại nữa. That thing too. Thiện một phần nào đấy vẫn cảm giác lý do đẩy vì không có cảm xúc cuộc sống và cái Bloodborne, phần nào đấy nó hơi cheap. Em nghĩ nó sẽ cheap nếu như mà mình không thực sự làm nó seriously á. Tại vì thật ra trước giờ mình cũng chưa có cái example này để cho mọi người thấy Bloodborne thật ra nó có cái giá như thế nào á. Em nghĩ là trong cái game mà mình nó chỉ demonstrate cái đấy. Nhưng mà đối với những cái vậy game tại khác, tại sao một cái sir thấy embrace đường vì đường có tham vọng lại làm cho đường mất tham vọng? Ra ban đầu thì an xin. Interesting point. I mean, that is an interesting point. Sure. Nó sẽ về thực lực hơn là tham vọng, nếu mà nói. Ừ, em nghĩ là nó sẽ phải về là như kiểu là cái khả năng mà đường giải quyết mọi thứ để đạt được vấn đề hơn là tham vọng. Tức là Venchu thì maybe là bởi vì thực ra cái hướng của Venchu thì vẫn luôn là thằng trên điều khiển thằng dưới. Thế nên là nếu mà kiểu tao nhìn thấy mày muốn đè lên đầu tao thì cái câu chuyện nó thì tức là Camarilla sẽ không ủng hộ việc đấy, không ủng hộ việc là thằng dưới đèo lên đầu thằng trên. Thế nên là khi để nói một Venchu kiểu cảm thấy là con bé này có tham vọng quá, mình embrace nó leo lên cao hơn ấy, em cảm thấy cái đấy là không hợp lý. Có thể là từ những cái thủ đoạn mà con bé nó làm, từ cái sự tàn nhẫn mà con bé nó làm, kiểu những cái việc mà nó làm thì cảm thấy là con bé này nó được việc thì hơn là tham vọng, vì tham vọng thì đấy như em nói. Đúng rồi, Sư cũng nghĩ là cái NPC đấy của mình nó sẽ hợp lý với cái kiểu cảm giác là typical đấy, là sẽ không muốn người khác lên đầu mình. Gọi là ok, vậy thì cứ để thực lực ha. Thực lực. Ok, nãy Sư có đang nói giờ chút về bên con á. Có khi mọi người biết rồi, có khi mình cũng không biết được phải đặt cách này. Nhưng mà Sư nói để phòng ngừa, người chưa thấy cái đó. Là trong ấn tượng riêng của Sư, Bloodborne nó có thể có cái value rất là nặng nếu như mà mình có thể act ra được cái suffer, cái pain nó ấy. Tức là tưởng tượng mình giống như thực sự là người ngồi phía sau cái xe ấy, và nhìn bản thân bị điều khiển suốt một thời gian dài, không thể làm được cái gì mình muốn, mà điều khiển như một con ngu ngốc làm theo cái mong muốn của cái Bloodborne ấy tạo ra. Trong một giây thôi, suốt nhiều năm mình được thả sức một cái, đứt sức một cái, mình được tự do, bao nhiêu cảm xúc mình không thể channel được trong cái não của mình á, được thả ra một lúc như vậy thì cảm giác của mình sẽ như thế nào. Và mình biết rằng nó chỉ là trong một giây đấy thôi, và có thể trong vài giây nữa mình sẽ lại quay lại về cái trạng thái mình không còn là mình đấy nữa, thì cảm giác nó như thế nào. It's very devastating. Yeah, I think it could be an impactful scene to break the Bloodborne. Nhưng mà nếu mà như thế nhá, thì cái việc mà bị bẻ cái Bloodborne ra và kiểu gọi là Bạch Đường quay trở lại với trạng thái 100% là cái cảm xúc của mình ý, thì cái điều đầu tiên nó sẽ là có phải là cái sự kiểu hận cái người mà đã Bloodborne mình không? Cái cảm xúc đầu tiên nó đến. Yeah, có thể. Isn't it a good thing? Đương nhiên mà. Okay. Oh, the hatred. Cái điều khiến Bạch Đường quen lưng lại với Sire của mình ý, nó không chỉ đơn giản là bị bẻ Bloodborne ấy, mà ông ấy lại là một điều, ông ấy đang kiểm soát cuộc đời của Bạch Đường mà không được Bạch Đường cho phép ấy. Đúng như là Bạch Đường đồng ý cho Ingrid mình đúng không? Nhưng Bạch Đường không hề biết là mình bị Bloodborne. Bạch Đường là một người yes. Thế nên là đấy là lý do đầu tiên khiến nó bỏ nhà ra đi, là bố mẹ đang điều khiển cuộc đời của nó. Và một lần nữa ông lại điều khiển cuộc đời của nó, cũng giống như cái cách công ty giải trí cũ điều khiển cuộc đời của nó trong lần thứ ba rồi. Thì khi lần nữa nó được thả xích ra, nó được kiểu ông đã điều khiển tôi suốt gần đấy năm, mọi thứ kiểu tất cả những gì tôi làm hóa ra lại thì thành của tôi. Và đấy là một cái lý do khiến nó không còn theo Sire, nó sẽ quay lưng hẳn với Sire luôn. Cái conviction mới của nhân vật mình sẽ là gì, không ai có thể điều khiển được tôi ấy. Thế nó vừa in line với cái đó luôn, đúng không? Tôi luôn là người quyết định cuộc đời của tôi. Đúng rồi. Nice. Okay, vậy okay, anh okay. Xin với thông tin mới này, anh xin tóm tắt lại câu chuyện của Bạch Đường trong một câu.
Nên là sau mỗi lần mình nghe thông tin thì mình có thể là hiểu rõ hơn và có thể hiểu kỹ hơn về câu chuyện này. Vạch Đường là một người muốn kiểm soát cuộc sống của mình, nhưng cuộc đời đưa đẩy cô luôn bị người khác kiểm soát. Vạch Đường là những người bố bố ruột đưa đấy, bố ruột bắt lấy một thằng khác không đồng ý bỏ nhà đi công ty giải trí cũ, bắt làm cái này cái kia xong bị đe dọa không đồng ý giết. Good dad, a girl with daddy issue. Đâu, tại sao Đường nào cũng có daddy issue này? Thứ hơn cũng là một father figure của Kotori. Oh, hợp lý. Wish you luck. Wish you luck. Đấy là lý do Bạch Đường sẽ rơi súng vào đầu chú Hưng chứ không phải rơi súng vào đầu của ấy. Của mình. The iconic pose của Búp. Guess how fireball. Yes, là hai quả fireball vào đây. Fireball. Ok. Em nghĩ lại cũng thấy hợp lý thật. Tại vì kể cả trong suy nghĩ của em, nếu kể cả chị lúc đấy bình à nghỉ ở đấy thì người mà Đường dí súng vào đầu vẫn sẽ là chú Hưng. Anh nghĩ cái này là mình nghĩ lại thì mình sẽ justify nó như vậy thôi. Các người đừng như thế, có được không? Anh nghĩ là dí vào đầu chú Hưng tại vì chú Hưng tàn tạ nhất chỗ đấy. Bị thương nhiều nhất. Không sao. Sướng phải nhớ đầu chú Hưng. Get the issue. Ok, vậy và mình tiếp tục ha. Thế thì cái vấn đề với câu hỏi là cái section sau mọi người muốn đi vào cái đoạn ký ức nào, tức là đi vào cái trong cả cái backstory đấy. Mình đồng ý với nhau, ok, cái backstory của Đường đối với Búp là trông có vẻ là hợp lý rồi. I don't know, nếu mà mọi người có cảm thấy khác, trông có vẻ là cái câu chuyện đó hợp lý, thì bây giờ mọi người muốn đi vào cái đoạn nào của cái câu chuyện đấy? Cái đoạn mà phải đi trả thù, đấy là trả thù cái người làm ở công ty Live đúng không? Sau khi thành phố Red, tức là người đã giết người hai lần. Một lần là giết cái bọn một lần là giết bọn blackmail mình là bọn okay, trong cái đường dây người xấu. Là lúc khi là khi còn người ông Ventu nhìn thấy điều đấy, ok mày thành Ventu, xong sau khi thành Ventu thành Kindred rồi thì giết nốt cái thằng quản lý của mình, bởi vì thằng quản lý đánh điều khiển cuộc đời của Đường. Vì thằng đấy làm sao? Vì thằng đấy làm gì cơ? Điều khiển cuộc đời của Đường, thằng đấy yêu cầu Đường phải làm này làm kia để có thể nổi tiếng. Bạn không những sẽ bị trừ humanity á, bạn sẽ bị trừ vì cái convict Kotori ấy nữa, Chronicle Tenet nữa. Wait, nhưng mà từ có một cái anh cái timeline nhá, là Đường buôn bán nói chung là phạm pháp, kiểu cái đường này phạm pháp, sau đấy thì lên đại học thì là bắt đầu làm idol rồi mới thành Macaron, hay là thành Macaron rồi mới bắt đầu làm, hay là hai việc đấy xảy ra cùng một lúc? Làm idol đến lúc bắt đầu có tên tuổi thì mới thành Macaron. Làm idol đến lúc bắt đầu có tên tuổi thì thành Macaron. Thì bị blackmail rồi giết người rồi thành Macaron. Rồi giết người rồi thành Macaron. Ok. Macaron. Chị đừng đừng nhìn okay. Chị đừng nhìn em đi. Nói đến là cái con này của tên của bọn mình đó. Nó đến hai, đúng rồi, nó có hai dòng ngay từ đầu. Tại là cái mục đích của Chronicle Tenet là để set up ra cái gì được gọi là bình thường ở cái thế giới này ấy, hay cái gì được gọi là không bình thường mà mình phải xem trọng nó ấy. Hai dòng đầu của mình đều biết là không được giết người, người vô tội hay là để phòng thủ hay là để tự vệ cũng đều được xem là không bình thường ở thế giới mình hết. Thế nên cho mặt em giết người đến hai lần thì em chỉ nghĩ là tốt nhất là em đừng có kiểu là make it seriously. It's not like okay, I kill him for that, but like it's a something impactful for the character, right? It torn inside the character. Kiểu nó nên có cân nặng nhất định cái action đấy. Và nó là cái gì nó không bình thường cái thế giới này mình phải nhấn mạnh. Không phải là đi thích giết người tè le được. Bởi vì em khá là thích cái vòng lặp của việc Đường luôn bị người khác bắt làm này làm kia ấy. Nếu việc rõ ràng là kiểu giai đoạn thứ hai là Đường đang bị công ty giải trí đấy bắt làm này làm kia, mà sau khi trở thành Kindred không có cái gì để quay lại để phản đối cái đấy thì nó hơi kỳ. Hợp lý, không sao, Đường có thể bỏ chạy khỏi cái công ty đấy như cách Đường bỏ chạy khỏi gia đình. Đó là vòng lặp rồi, không có gì đâu, rồi em không giết người nữa. Thế là vẫn có đoạn giết bọn buôn bán đúng không? Vẫn phải giết bọn buôn bán. Thế còn cái người hình như từ đầu mình vẫn establish là mình giết một ai đấy, xong rồi từ đầu
Anh nghĩ là trong trường hợp của đường ấy thì cái nếu em muốn giết người quản lý của em thì tức là người quản lý của em maybe sẽ phải kiểu làm một cái gì đấy mà ham đến em hơn là chỉ là việc chỉ trỏ kiểu mày phải quản mày phải làm gì mày làm gì, thì nó cần phải có một cái action gì đấy kiểu nghiêm trọng hơn để mà em mới giết, để mới căm thù nó đến mức giết nó. Maybe cũng anh chỉ gợi ý thôi. It is a complicated topic, but yeah, yeah. I don't want to kill people. Is it something that we can normalize in this Chronicle of the Net? So your character can kill a person, but there should be a payout for. Nó nên có một cái bracket của vấn đề đó là nhân vật của mình hoặc là phải cảm nhận được cái đó hoặc là trong lòng vẫn bị dằn mặt bởi cái đấy chẳng hạn. Ok. Thì cũng được. Nếu mà Sung muốn theo hướng đấy thì nhân vật của đường anh nghĩ là nên giết ông ta. Không thì giết hay không là quyết định của người chơi. Mình chỉ là bàn về việc nó ảnh hưởng thế nào với nhân vật thôi chứ. Đúng rồi. Đường vẫn ok với việc không giết mà, bởi vì đường khá là tận hưởng cái vòng lặp rằng đường cứ chạy trốn đến lần thứ hai mà bọn quỷ không giải quyết được mới tệ hơn, mà đến lần thứ ba đường không chạy trốn nữa, đường quay lại vả sai à. Đường ok và không giết mà. Ok, what do you think about this idea? Sư tử đó có thể Sương hiểu sai hoặc là như vậy, em không phải như vậy, nói cho Sương biết là mình đã từng có cảm giác muốn giết người đấy rồi nhưng mà mình không làm, thì mà mình cũng ngầm guilty rằng là mình bắt đầu cảm thấy chuyện này là một chuyện có thể chấp nhận được, hoặc là mình đã có, tại sao mình lại có thể nghĩ đến chuyện đấy là một chuyện có thể thực hiện được, mình nhận ra là mình không còn giống những người bình thường ở điểm đấy nữa, là người bình thường sẽ không nghĩ đến việc là mình giết ai đấy vì cái điều đấy rồi. I don't know, it's just my idea. Em nghĩ là cảm giác phải có một cái provoke gì đấy khá là nặng thì mới kiểu như kiểu cái bọn buôn thuốc viện nó blackmail thì mới giết người bị miệng chứ. Còn ông chủ làm cái công ty live thì anh chưa thấy có cái lý do gì để giết cả. Chỉ là kiểm soát cuộc đời thì đường lại bỏ đi thôi. Cái này chính kiểu là một chủ đề tự dưng nghĩ đến thôi, là kiểu mình quen với một cách sống nhất định rồi ấy. Mình khá là bị đâm, mình bị đâm với việc gọi là cái chuyện đấy nó như thế nào. Tức là cái này là một cái kiểu chủ đề có thể thảo luận đấy thôi. Mình dần quen và chấp nhận được với cái lối sống ấy cho dù nó kịp, nó không còn đúng nữa. Something. Anh nghĩ là cái discussion mà Sương đang dẫn nó có vẻ là không gần với cái mình cần thiết. Thì là tại vì mình đang đến cái discussion này, tại vì từ session 0 mình bảo là nhân vật đường giết cái ông đấy và bây giờ hết cảm xúc, thì bây giờ mình còn muốn giữ cái đấy không? Hay là mình muốn giết nhân vật đường giết ông đấy, ông đấy là Touchstone, là người căm thù, giết được rồi, bây giờ hết mục đích. Đấy, đấy là những gì mình bàn ở session 0 cho nhân vật Bạch Đường. Nếu mà từ session 0 từ về backstory nó vẫn có ghi á, dù có sẽ đã do có sẽ bị công thưởng đến cũ, Bạch Đường tìm được Sire và Van Xin được trở thành kinh rệt, đấy là cái mà ghi trong backstory cũ. Thì mình đã sửa đổi cái phần Van Xin thành ông ấy nhìn thấy ông ấy có tiềm năng và biến thành Kindred rồi. Còn mấy phần có xích mích đấy, theo những cái gì em viết từ đầu, là vì do ty quản lý cũ đấy, cái ông quản lý đấy đã lừa Bạch Đường lên giường với một đối tác khác để đạt được mục đích cho công ty, và Đường chạy trốn ra khỏi cái nơi bị lừa đấy và gặp sai hào của mình ngoài đường ấy, và đứng ở giữa đường đấy Van Xin để trở thành Kindred để trả lại mối thù này. Đấy là những cái gì trong backstory ban đầu. Thì bây giờ em muốn đặt cái điều đấy có giữ lại Bạch Đường giết hay không? Cái đấy là vấn đề đối với em. Anh thấy các cái chi tiết đấy hoàn toàn không conflict gì với câu chuyện mới mình muốn cả. Anh thấy nó vẫn bình thường. Thì đó. Tức là đối với anh, em hoàn toàn có thể giữ cái chi tiết đấy. Để anh cảm giác thế. Mặc dù cái vấn đề, anh nghĩ là vấn đề của Sương đang cảm thấy ở đây là Sương đang không muốn là các nhân vật của coi việc giết người là bình thường. Tức là mỗi lần giết người các nhân vật phải cảm thấy một cái gì đấy nó không đúng. Bởi vì kiểu nó không nhất thiết phải là kiểu dằn vặt tội lỗi, nhưng mà sẽ kiểu là trong lòng em cũng không phải là chỉ là đơn giản là xoay một phát có người chết đấy, tức là kiểu mình đã lấy đi một sinh mạng và xong, mà phải có cái sự gọi là cái cảm giác là mình kể cả là việc là mình giết người là để tự vệ đi chăng nữa thì nó vẫn không đúng ấy. Kiểu thế. Ý là cái đấy nó cũng không cũng như cái kia, nó không ảnh hưởng gì đến câu chuyện này cả, nó vẫn có thể là như vậy, và bây giờ nhân vật đường Bạch Đường cảm thấy tồi tệ thôi. Thì đấy thì là một cái remind lại thôi, là có vẻ là cái mà Sương vừa nãy Sương muốn đề cập là như thế. Còn nếu mà mình nói sai thì Sương sửa nha, cái đấy thì nhưng mà cảm giác là như thế. Đấy là ý mà mình nói. Thì em nghĩ là có thể giữ cái câu chuyện đấy cho đường, tức là ok, đường đã giết xong bọn blackmail, đường đã giết xong ông quản lý vì thằng cha đấy đường lên lừa lên giường của một đối tác và kiểu thằng đấy là một thằng tệ, thì nó phải chết. Ok,
Done. Nhưng mà sau đấy thì những cảm xúc nào còn lại trong đường thì đấy là đường diễn đạt. Hoặc em nghĩ chỉ đơn giản là sau khi được biến thành Kindred và sau khi được Bloodborne vài lần được hòa nhập với cái suy nghĩ của con quái vật, được cái mindset của một con quái vật, thì khi nghĩ lại cái việc ở thằng cha đấy làm như đấy với đường, được không chấp nhận và đường rất nó với suy nghĩ của một con quái vật. This sẽ kết với quái vật nghe sai quá nhưng sao được. Ok. Ý, có thể là cái việc giết người, tiếp tục giết người đấy đã ảnh hưởng thế nào đấy với đường, việc đường mất cái cảm xúc trong cái việc cộng hưởng với việc Bloodborne thế nào đấy. Đấy thì như Búp nói cũng nó cũng chỉ về roleplay và muốn làm thế nào thì làm thôi. Nói chung là succession của nhưng mà mình cũng không quan trọng như bọn này nói, nó không phải là cái core mà mình quan tâm hiện tại. Thì có gì em vô roleplay thế như thế nào hợp lý thì cứ làm. Còn bây giờ bọn mình sẽ quay bàn cái kia được không? Sương thì Sương không có vấn đề gì nữa rồi. Ok. Ok. Ồ, don't worry. Tại vì nhìn mặt chị không vấn đề quá. Mọi chị bảo chị không có vấn đề gì nữa rồi. Yeah, I don't know what's going on. My brain is processing. Sương có vấn đề gì cần thì cứ nói để mình giải quyết. Để mình giải quyết. Chúng ta hơn là việc không nói ra. Mình có thể dừng lại vài phút không sao cả. Chị cứ bình tĩnh. Sương khá là ngạc nhiên khi mà nghe đến thành kết cục là mình muốn giết hai người ấy. Vì trước đấy Sương tưởng là giết một người thôi, nhưng mà sau đó nó thành hai người. It's your choice, I cannot stop it. Nó cũng kiểu là tại nỗ lực trong một phần, mà cái nỗ lực của cái session này đối với cá nhân Sương là mình đang kind of redemption cho nhân vật, hoặc ít nhất là hiểu được cái motive của nhân vật này để mình một phần nào đấy cảm thông thôi á. Cái hoàn cảnh mà dẫn đến cái thứ này đang xảy ra cho bạn đấy, Sương thực sự là vẫn muốn redemption với nhân vật này theo một cách nào đó. Có thể là Sương cũng không chắc đấy các bạn ý tưởng tốt hay không, tại vì câu chuyện mà không nhất định lúc nào phải là tốt này nọ đúng không. Nhưng mà Sương thấy cảm thấy một người mà mới khoảng mười mấy tuổi thôi ấy, nên là khá trẻ. Bến truck thì không nói, bến truck xong rồi không còn cảm xúc gì về truck nữa, xong rồi không cảm xúc về việc mình bén với người ta như thế nào nữa, xong rồi active giết đến hai người. Với Sương thì vậy là rất là dark, rất là một người khó để tape theo cái đấy với Sương. Tha thứ nha. Yeah. Khó để không hẳn là chỉ tha thứ mà chỉ là để mentally quay lại. Đúng rồi, mentally quay lại. Yeah. Tôi cũng cảm thì đấy là cái mà Sương xin cái chuyện đấy, tại I don't know, that's how I feel about it. Rất hiểu. Thực ra là ngay từ khi mà đường miêu tả cái quá trình để Bạch Đường trở thành, tức là cái quá trình mà Bạch Đường, cái câu chuyện Bạch Đường ấy, Búp đã cảm thấy là nhân vật này sẽ là một nhân vật mà bạn khó cảm thấy được cái sự gọi là cảm thông cho nhân vật đấy. Thật sự, tức là khi mà mọi thứ Bạch Đường nói thì đều là ở kiểu cái mà nói là hy sinh ấy, nhưng mà thực ra là Bạch Đường làm tất cả mọi thứ như đấy là để Bạch Đường có thể leo lên vị trí cao hơn, đúng không? Và vẫn là để đạt được cái mục đích của mình. Thì cái đấy nó không phải là một cái sự, và cái từ hy sinh nó không phải là hy sinh theo kiểu hy sinh vì mình. Và tất cả những cái này là hy sinh những cái sự thoải mái của bản thân mình để mà tiến lên phía trước. Thì bản thân một người như thế, một nhân vật như thế đã có để gọi là mình đánh giá đấy là một người tốt, hay là một người mà bạn có thể dễ cảm thông được rồi, đúng không? Kiểu Búp cảm giác thấy Búp cảm giác là xây dựng hình ảnh của nhân vật mà nó đã là theo hướng là tôi đang làm mọi thứ để leo lên vị trí cao hơn, đã là một cái hình mẫu nhân vật rất khó để mà Sương có thể thấy là cảm thông được rồi. Ví dụ chẳng hạn như là Bính thì là đây là một người kiểu vì có là để bảo vệ anh em, kiểu là kiểu gang các kiểu, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái value là friendship, là bro các thứ, đúng không? Hay là trust, như giờ đấy trust, hay là như Hưng thì là value là family, là kể cả family ở đây là vợ hay là cái coterie, thì cái value nó vẫn có và nó vẫn là một cái value kiểu positive, mình có thể nói là positive ấy. Nhưng mà hướng của Bạch Đường đang muốn là một người quyền lực, có một cái ambition quyền lực hơi dark hơn, Búp nghĩ thế. Thế nên là tại sao mà từ cái backstory đấy, thế nên là redemption cho cái nhân vật đấy, kiểu cho nhân vật đấy một lý do để làm việc đấy tốt, thì hoặc là mình phải sửa backstory thôi, hoặc là mình phải chấp nhận là ở nhân vật đấy không hoàn toàn tốt. Đại Búp nói em cảm thấy có một chỗ Búp nói em tự thấy rất là đồng tình đó, tức là những nhân vật khác em có thể ở một góc gì nào đấy hiểu được cho cái họ đang làm á, cho dù đến cùng hoạt động của họ cũng fuck up đi chăng nữa. Bây giờ Bấn có thì sai ở mà giết một đống người, nhưng mà để bảo vệ anh em, để bảo vệ những người quan trọng với Bấn, em vẫn thấy nó ổn. Không nói là Bấn sẽ làm vậy, nhưng mà sẽ ở một cái alternative mà nó có cái lựa chọn lại vào rồi đấy, về nhân vật ứng chọn cái đó em vẫn có thể hiểu được cái value đấy. Với của Hưng cũng vậy,
đúng là nó khó để em hiểu được nhân vật đường, cái value của nhân vật đường nó appealing được với em ở một cách nào đấy. À, tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối nó dường như chỉ có me, self. Nếu mà là self là survival thì em hiểu, nhưng mà self là chỉ for selfish reason, and không có một cái, tôi có một cái nữa rồi em khá là nhớ bạn là kiểu về cắn rứt vân vân rồi muốn làm lại những cái đấy, tức là em cái trong cá nhân em nhìn vào một nhân vật mà em cảm thấy có thể redemption được ấy, là người mà có một cái nỗ lực nào đấy họ cố gắng pull mình sang cái hướng ngược lại ấy, dù nó là unintentionally, là cố tình hay không cố tình người ta làm như vậy, nó vẫn có một cái cảm giác là tôi muốn làm người tốt, tôi muốn sống có một cơ hội nào đấy tôi có thể sống integrity lại được thì tôi sẽ cố gắng. Đó là cảm giác của Sương thôi. Vậy thì Đường muốn câu chuyện của Bạch Đường là câu chuyện gì? Câu chuyện redemption hay một câu chuyện mấy như câu chuyện cổ kiểu Shakespeare, never change and then die because of it? Yep, good question. Yeah. Câu chuyện hoàn lương hay câu chuyện theo đuổi đến cùng bất chấp? Nếu mà để muốn thì thật ra là em sẽ không muốn em xây dựng nhân vật này để nó thay đổi theo cái quarterly, theo cái game này nó như nào sẽ thành như thế. Thế là em không có một mục tiêu rằng sẽ để nhân vật làm gì cả, mà dựa vào việc lấy cốt truyện và diễn triển ra sao, những người xung quanh như nào, nó có hoàn lương được hay không. Thế là mình là một người chơi mà mình sẽ muốn hướng nó theo một cái câu chuyện có ý nghĩa đấy, quay về con đường cũ, mình nên làm qua nhưng tất cả cùng nên làm qua kiểu đấy. Nhưng mà nếu mà em sẽ phải xem game chơi nó có thực sự phù hợp với việc những cái gì Bạch Đường nó muốn để nó hoàn lương hay không. Còn nếu mà tôi không thì Đường vẫn sẽ là một đứa sống chết theo mục tiêu đấy. Okay. Tôi nghĩ nó đối đúng là sẽ có cái tỷ lệ đó. Cái việc mình làm chỉ là tăng cái tỷ lệ nó rơi vào cái hướng mình mong muốn thôi. Còn nếu mà mình vẫn muốn giữ cái tình trạng hiện tại thì ok, nó sẽ đi theo cái gì nó xảy ra thôi. Nói chung là mọi người đang value cái lựa chọn của người chơi là Đường. Em hoàn toàn có thể chọn nhân vật của em, tạo cho nhân vật của em những cái quality nó khó sympathize với hơn. Đấy sẽ là lựa chọn của em. Và câu chuyện thì nó cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi cái lựa chọn đấy. Nhưng mà mình vẫn sẽ xem là tùy vào lúc chơi mà xem nó đi đến đâu. Thôi Đường nói đi. Nên bảo lựa chọn của Đường về cái việc nó muốn đứng đầu chuỗi thức ăn theo lý thuyết đấy là để bắt những cái kẻ hiện sai gia đình nó và khiến gia đình nó đến mức này phải quỳ xuống và có một lời xin lỗi đối với gia đình nó. Đây là cái mục tiêu sâu thẳm để dẫn đến việc tại sao nó phải có quyền lực. Thì okay. Yep, nó vẫn có một cái thứ nghĩ về, nhưng mà cái thứ nó nghĩ chỉ đơn giản là nó nghĩ về gia đình nó, bởi vì Tostone okay. Đang là bố mẹ nó. Thế bây giờ câu hỏi đây nó sẽ là nếu mà chọn khi đặt lên bàn cân nhé, nếu một ngày chọn đối việc bố mẹ mình gây hại cho bố mẹ mình và đứng đầu chuỗi thức ăn thì lúc đấy nhân vật Đường sẽ chọn cái nào? Sẽ chọn bên bố mẹ, bởi vì nó đứng đầu chuỗi bố ăn là vì bố mẹ. Là vì bố mẹ đúng không? Tức là ý là ở đây là tất cả mọi thứ lúc đầu là làm là vì bố mẹ đúng không? Đúng. Nên là kể cả việc đứng đầu chuỗi thức ăn cũng là sẽ để cho bọn kia cúi xuống và xin lỗi, là vì bố mẹ nó, phải xin lỗi bố mẹ nó các thứ. Thế nên Tostone mới là bố mẹ nó. Thế thì tức là vẫn có thể, thế thì anh cá nghĩ cá nhân là cái câu chuyện này thì nhân vật Đường vẫn có cái giá trị, tức là vẫn có thể kéo lại được. Em thì em nghĩ là vẫn kéo lại được. Tức là có thể là nhân vật Đường mặc dù thâm tâm nó là nó yêu bố mẹ nó, thay vì muốn là kiểu những cái kẻ mà đã trà đạp gia đình nó thì nó phải, những cái kẻ đấy phải quỳ xuống xin lỗi. Nhưng mà kiểu tức là có thể là bởi vì nó trẻ, có thể là nó lúc đấy nó mới mười mấy, là một tuổi thế đấy, nhưng mà để bảo vệ gia đình nó thì nó sẽ hiểu sai và nó sẽ hiểu ra cái hướng là tao phải trở thành đại đỉnh của xã hội để mà tao gọi là có thể đạp cái bọn kia xuống. Nhưng mà hoàn toàn có thể là trong cái quá trình mà cái câu chuyện phát triển thì nó đến một lúc thì chị thật nó không nằm ở cái việc là phải đạp bọn kia xuống. Maybe có thể giá trị thật chỉ là đơn giản là bố mẹ nó kiểu an toàn bình an cái gì đấy, hoặc là kiểu sống tốt, và cái giá trị thật là khi mà cả gia đình nó với nhau thì như thế thì cái nhân vật nó có thể kéo lại được và nhân vật đấy có thể cảm giác là em cảm thông được với nó nhiều hơn bởi vì nó còn trẻ, nó còn trẻ, nó kiểu vậy. Còn nếu mà xây dựng thì máu lạnh đi lên đỉnh xã hội thì sẽ là ok, thì em sẽ là một nhân vật kiểu khác, câu chuyện sẽ đi theo hướng khác. Thật ra là trong cái suy nghĩ và mục đích của em thì nhân vật Đường vẫn như những gì em Búc nói nãy giờ. Em thấy Búc kể lại những gì ông nghĩ, em không thấy có vấn đề gì, xong mọi người cứ bàn đi đâu với em kiểu ủa em không biết tại vì nào để kéo mọi người về. Tại vì cái chi tiết mà Đường vì bố mẹ nó để làm việc đấy nó rất nhỏ trong cái background của Đường, tức là cái background của Đường rất dài và các cái hành động của background của Đường nó rất nhấn mạnh về việc tao phải là trên đỉnh xã hội, thế nên là cái hình ảnh mà tao trên đỉnh xã hội mọi người sẽ nhìn vào được rõ hơn là cái ẩn đằng sau là tao làm như thế là vì bố mẹ tao. Đúng rồi ạ. Cái đấy nó hơi bị ẩn một chút, mặc dù là Đường có nói, anh đồng ý là nhất là nó ngẩng đầu
Thế nên là nó sẽ hơi bị ẩn một chút so với tất cả những cái gì rất dài 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 sau mà Đường đã làm để mà leo lên đỉnh dậu. Là đúng, cái đấy nó ẩn đến mức mà nếu mà Đường không bị Bloodborne thì có khi trong cái thời điểm đấy Đường đã quên mất bố mẹ mình ai. Tức là cái mục đích vì gia đình đấy nó bị chôn xuống một cái góc lòng nào đấy rất sâu của Đường mà Đường không muốn thừa nhận điều đấy. Cho đến khi mà mọi thứ vỡ òa trong cái giây phút đấy ra thì Đường bỗng chợt có một giây phút nghĩ về gia đình, và hoặc là đến khi mà nhìn thấy bố mẹ đang gặp nguy hiểm thì mới nhận ra là mình đang coi trọng bố mẹ hơn là cái việc mình muốn lên đỉnh sẽ ở xã hội. Ok, suy nghĩ cái này là một cái hay, tức là búp chỉ ra được cái câu hỏi essential là nhân vật mình quay lầu cái gì á. Đúng là Sương cảm thấy cái ý của búp nói là bởi vì có thể là một phần do Sương nữa, tức là Sương im rất là impulse khi mà kể lại với mọi người là vì nhân vật Đường làm vì cái này á. Sương tin, cứ tin rằng là cái đấy là cái mô típ chính của nhân vật Đường, nhưng mà Sương miss mất cái điều mô típ chính ở trong đấy là để vì bố mẹ. Sự nghĩ đấy cũng là một cái điều mà sau này mình có thể học được ở trong cách khi mà mình kể nhân vật với người khác á. Thì nó khác biệt trong roleplay là suy nghĩ trong roleplay thì nhân vật mình không biết đúng không, nhưng mà mình khi mình kể với đặc biệt là người kể chuyện bằng bạn chơi thì có thể cố gắng nói ra được cái mô típ thực sự, cái cảm xúc thứ hai như em hay nói á, để bọn mình thực sự hiểu được cái level sâu sắc hơn của nhân vật. Kiểu giờ Sương cũng kiểu hiểu hơn, chứ trước đây Sương cũng bị kẹt ở trên cái mặt bề mặt của nhân vật nhiều. Đường ơi, anh dạ. Tóm tắt hai lần đều sai, sao em không sửa? Lần ba. Yes. Again, em nói thế. Nhưng nó đúng nhưng nó chưa đủ. Thì nó vẫn đúng. Không, nhưng mà đúng là nó thiếu cái key nhất của cái nhân vật Đường. Cái những trong những câu tóm tắt của anh chị nó thiếu cái key nhất. Cái chìa khóa. Mọi người sẽ không nhìn thấy khi mà em ghi Tostone là bố mẹ ở đây nhé. Nó cũng khó, tại vì tôi cũng tưởng tượng là mình khó để phân biệt được cái gì là key của nhân vật đó. Đến thời điểm này mình nói chuyện qua một lúc thì mình mới nhận ra được là cái nào nó mới là cái core của nhân vật đó. Nên nha. Mọi người cứ đi vòng vòng, em không biết kéo mọi không người thì... về tới đâu bây giờ. Em kiểu bởi vì thực ra ấy, có một cái là cái core đấy là do Đường quyết định. Cái core đấy là Đường chọn cái core. Đường hoàn toàn có thể chọn, tức là cái cùng một câu chuyện đấy Đường có thể chọn cái co là đỉnh sâu, anh vẫn thấy nó hợp lý, chỉ có là nó sẽ khó chơi thôi, nhưng anh vẫn thấy nó hợp lý, thế nên là nó hơi confused ở đoạn đấy. Nên nghĩ rằng cái cuộc nói chuyện này nó cứ bị lái theo hướng là bọn mình muốn, những người khác muốn nhân vật Bạch Đường như thế nào để phù hợp với câu chuyện bọn mình sắp định kể, chứ mình đang chưa hoàn toàn là nghe Đường nói xem là Đường muốn chơi nhân vật Bạch Đường như thế nào và để câu chuyện xuất phát từ đấy. Em nghĩ có một phần là do Đường bảo là Đường muốn theo Kotori á, tức là Đường bảo là Đường xây dựng một nhân vật. Không. Gọi là... anh không biết anh có hiểu ra không, bởi vì đoạn vừa nãy anh thấy Sương cũng hỏi Đường, xong rồi anh Thiện cũng hỏi Đường, và Đường bảo là Đường là Kotori mọi người đi như thế nào thì Đường sẽ adapt theo. Đấy là theo anh hiểu. Cái câu đấy anh nghe theo là tùy vào cách Kotori chơi mà có thể nhân vật và Đường sẽ phản ứng phù hợp. Ok. Chứ không phải là nhất quyết về với Kotori. Yeah. Em nghĩ anh Thiện nói đúng là hiện tại bị bọn em bị vấn đề đấy, nó là kiểu tập trung nhiều quá vào việc gọi là mình muốn cái gì hơn thực sự là lắng nghe Đường và hiểu explore những cái gì mà Đường đang có trong nhân vật, từ đấy hiểu rõ hơn cái hướng đi của Đường. Mình cũng học ra được một cách mới là sau này về việc nói nhân vật như thế nào để cho nó vào được core của cái nhân vật đấy, cách mà bọn mình trình bày về nó. Kiểu mình thử qua được vài cách rồi nên mình chọn ra cái hiệu dụng nhất. Tóm tắt một dòng, tóm tắt năm dòng. Rồi chọn ra cái nào là cái khi đọc vô tình, khi vô tình. Cái mục đích của việc anh tóm tắt là để nghe Đường phản ứng xem có đúng hay không. Vẫn không nghe. Em vẫn cứ thấy thì nó vẫn đúng, nhưng mà nó cứ thế nào, thế không giải thích được cái thế nào, nên là em mọi người nói đã thông cảm. Ok, vậy không thể nói là được. Buổi nói chuyện này của mình không có phổ tức tiệp, bởi vì mình học ra được khá là nhiều thứ, thử được nhiều thứ. Yes. Okay. Sau một hồi chắc bọn mình đều hiểu rồi đúng không? Có vẻ là mình hiểu câu chuyện này rồi. Mình nghĩ nhưng mà anh vẫn chưa hiểu là mình vào Đường đó. Nên refine câu chuyện này hơn một tẹo trong 1-2 ngày tới. Anh ngồi thử nghĩ tất cả các cái chi tiết nhỏ, thậm chí là anh nghĩ cái việc cái bọn buôn thuốc ấy, thậm chí cái lần giết người đấy cũng không quá cần thiết. Đối với anh là không cần thiết, nó không phải là một lần daddy issue ở đấy. Hợp lý rồi, thì chỉ cần có một lần là giết cái ông chủ công ty Life là cũng có một phần ở đấy là phù hợp với những gì mà Sương đang suy nghĩ. Và hoàn toàn vẫn van xin để được biến thành được in play được. Em vẫn thích cái chi tiết van xin bởi vì nó dám đánh đổi cuộc sống con người, vì đấy là lựa chọn của nó. Cái chi tiết mà lúc đấy mình ngồi vội, mình nghĩ ra làm thế nào để nhân vật Bạch Đường kiếm được tiền nhanh, thì mình bắt đầu suy nghĩ ra thuốc viện rồi các kiểu, xong rồi mới thêm chi tiết là phải bọn nó blackmail. Cái đấy hoàn toàn có thể là không nhất thiết ở trong backstory, nó
nó vẫn có thể flow được như cũ, chỉ là một sự may mắn nào đấy cũng được. Hôm nay là mình bàn xong rồi, đường có thể cô đọng lại viết vào trong cái trang đấy. Chắc đúng đêm xưa. Anh Phúc có thắc mắc gì không? Ai có thắc mắc gì không? Còn lúc nếu không có nên. Anh thấy không biết là Covers có hiện tại có ý kiến gì, có hay có đóng góp gì cho cái câu chuyện này không, hoặc là Covers hiện tại nếu mà đang mệt không tham gia được thì cũng có thể nói với mọi người. À không, em đang nghe để em sắp tác được coi câu chuyện sắp tới là gì. Giờ tại có nhiều buổi em không có mặt cho nên em đang nghe thôi. Okay. Yeah. Em nghĩ cũng một phần hơi khó cho Covers, tại vì lúc mà Covers vào thì đường đã hoàn toàn là không, cái sự xuất hiện của đường là không có đấy nữa rồi, thế nên là cũng cần phải nắm lại nhiều hơn cái ý của nhân vật đường là như thế nào. Yeah, em đang nghe để coi ở buổi tiếp theo em nên phản ứng như cái việc này nó như thế nào. Nhưng mà cho em hỏi là mình vẫn đồng ý là buổi tiếp theo là mình sẽ là, tức là em, anh với Covers sẽ là vào vai NPC đúng không, chứ không phải là vào vai cái nhân vật của mình này, đúng không? Anh nghĩ với những gì mình đang bàn hiện giờ thì cái đấy có thể xảy ra, có thể không, tùy vào backstory của nhân vật đường mới, tùy vào cái backstory của nhân vật Bạch Đường hoàn chỉnh và đưa cho có thể là Sương và Đường bàn thêm về nhân vật Bạch Đường có muốn, có phù hợp để lái về lại hướng Cottery không, hoặc mình vẫn hoàn toàn có thể chơi theo hướng đường, vẫn có thể là không hoàn toàn đối lập nhưng mà đường nó mục đích nó vẫn cứ chéo nhau, đan xiên nhau. Và lúc nào đấy showdown thì có thể hai bên nữa vẫn roleplay bình thường nhưng mà hai phía đối diện nhau. Interesting. Cái cách mà showdown đấy thì người chơi đường là xuất hiện ít hơn. Không biết đến lúc nào đường mới đặt tên một nhân vật nó khác tên của em để nói cho dễ hơn. Yeah. Anh có thể throw cái này luôn, kể cả nhân vật Bạch Đường có unredeemable thế nào nữa thì vẫn có thể work với nhau. Indeed. Nếu mà có một cái mục đích chung, nó rất là typical, nó trong D&D sẽ là một nhóm party good aligned và một thanh niên evil. Cái. Nó giống như là nhân vật của cá và cover sau cái one shot the grand performance và con Bạch Đường nó evil, nó phải làm việc cùng thế thôi. Yep. Con Bạch Đường như Bạch Đường rồng thôi, Bạch Đường này. Bạch Đường rồng. Quá nhiều Bạch Đường. Nhiều Bạch Đường quá. Hợp lý nè. Thì em nghĩ là vẫn có thể work với nhau mà. Đúng chỉ rồi. Có là kéo về như nào thôi. Thật ý là cái situation này xây ra như nào thôi. Nếu mà anh có thể nói ra cái này, có thể Sương có thể nhào nặn hơn nếu mà muốn. Bạch Đường ghét sơ của nó. Và Cottery mình cần loại bỏ sơ của nó. Yeah, true. Boom. It's an objective truth. Và cái cách đã có cái mục tiêu chung rồi, làm thế nào để dung hòa lại đường với Cottery. Chú Phong bảo làm đi mày. Hạ bản thân xuống đây mục đích lớn. Cái gì khó có chú Phong lo ạ bây giờ. I will take your suggestion, but I will tell you that. Em đồng ý. Nhân vật nó có agenda, tôi không thể break agenda của nhân vật được. Ok, đấy thiện sẽ ví dụ như thế. Thank you for your suggestion. Hoặc là có một cái nào đấy là nó bảo làm đi mày. Trời ơi. Luôn có một ông Baron rất liên quan mà, đúng không? Thế đó mình sẽ có thể báo với nhau xong. The link. Đúng rồi. Because agenda là được. Nhưng mà cái bộ suggestion của mọi người để ý cái vụ đấy. Hoặc là đây, anh cứ ném một đồng ý tưởng nhá, anh có nhá. Hy vọng là Sương không cảm thấy offended nếu mà anh đưa ra. Đường cứu cú. Đấy, em đang cũng muốn có chị cú ở đâu đấy. Cái này, tại vì cái đường còn liên quan duy nhất đến Cottery là liên quan qua Hoan Kỳ. Hoan Kỳ, sorry. Đấy là có thể là một cái cách nào đấy để hàn gắn lại một ít tin tưởng để ít nhất làm việc được cùng với nhau trong cái lúc hạ sơi của đường. Em không biết là em nghĩ cái đấy cũng là một cái mà có thể sử dụng. Em không biết em nên nói ra không chị Sương không? Mọi người đang chuyện cứu cú. Đường có cứu cú rồi á. Đường đã cứu cú. Okay. And nó chuẩn bị ăn payout vì hành động đấy. Ok, thế thì có thể là cái đấy là một cái mà tốt nào. Để mà cái đấy là một cái chi tiết tốt để mà kéo được lại cái niềm tin của đường dạy, tức là của Cottery dành cho đường đã sẵn sàng trả giá để có thể cứu gú, nhầm cứu hoan hỉ, sorry gú.
để mà gọi là sẵn hắt xì hơi. Đừng nói đi. Em bảo mọi người sắp thử thấy xác đường bóng PP biết được đặt trước cửa. À, sao biết hay vậy? Không có nói gì hết. Ok. Ok, nhưng mà không thì cái này chỉ là anh nghĩ cái đấy thì hợp lý, nhưng mà cái mà anh chỉ đang hỏi là thế thì tức là mình sẽ bỏ qua cái việc mình vào vai NPC, bởi vì như anh Thiện vừa nãy nói thì cái việc mà mình cần cái NPC là cái để mình phải biết cái NPC thế nào để mình chuẩn bị trước ấy. Còn nếu như mà cái chi tiết cái câu chuyện nó vẫn sẽ chạy tiếp ở thì hiện tại thì mình không cần phải chuẩn bị, tức là bọn anh thì không phải chuẩn bị gì cả, tức là cứ vào thì chạy. Những thứ mà trước anh từng làm là để giúp người chơi đưa cái NPC, đưa cái kiểu tính cách, một vài tính từ chỉ tính cách, và đưa cái agenda trong cái cảnh đó, trong cái cảnh mà mình chơi, nên là đủ để chơi cái NPC đấy. Anh vẫn đang nghĩ ý tưởng để cho đường Bạch Đường quay lại làm việc cùng Lottery giải cứu Bạch Đường. Có thể thông qua chị Luciana mà mọi người. Luciana đúng rồi. Có nghĩa tất cả mọi loại NPC mà mình đã từng tương tác với có thể là cái gì đấy để đưa Bạch Đường lại, thậm chí Ánh Ly cũng được. Ánh Ly, hai chị hai chị kia nhà hai mình, hai chị Trường Bia. Nhưng đâu hai chị Trường Bia đấy bẻ hay sao? Em của Bính. Em của Bính, vợ của Thu Hưng. Ai cũng bất kỳ ai, cũng ai được. mà cái nhóm mình tin tưởng. Ok, mọi người đang hướng đến muốn để chuyện này xảy ra đúng không? Thì đây là Thiện nghĩ chuyện này xảy ra sẽ vui hơn vì có đường, có thể người chơi đường có thể chơi cùng bọn mình. Thật ra người chơi đường vẫn có thể chơi được, chỉ là đổi con đường khác thôi. Ok, cái này là suy nghĩ ngầm trong đầu sư nhé. Tại vì sư nghĩ là có khoảng một số lượng lớn element để chuẩn bị cho việc này đấy. Một thứ nhất là đường có giúp kỳ trước đấy rồi, đang pay out chuyện đấy. She gonna be in a lot of damage in the next scene. She gonna be cô sẽ bị trọng thương trong cảnh tiếp theo. Và hai người có chung kẻ địch nữa. Thì đấy là khoảng 3 cái thứ để có thể thúc đẩy đến cái nhân tố đấy rồi. Thế nếu sư có nghĩ đến việc là có nên thêm một nhân tố đấy không, nhưng mà sư không biết nó có force quá hay không, tại vì sư nghĩ một phần đẹp của cái này cũng có thể là về việc gọi là nó không dễ dàng để mình chấp nhận. Đúng đúng rồi, nó không dễ, đứng này cái này nó không dễ, and it should be like that in some part, I think so. It's a flavor of this shit. Nó không dễ, nhưng mà kể cả với có cái lời vouch, lời tưởng từ một NPC thì cái dynamic nó vẫn không thể the same được. Yes, kiểu là nếu mà không có những cái kia thì thêm một cái vouch của NPC nó sẽ hợp lý, nhưng mà kiểu là có ba cái kia rồi ấy. Thế giờ nếu mà thêm vào NPC thì nó chắc kèo, nhưng mà also I think it could feel forced. So I'm leaving a room. Phải có ai đấy mở lời. Đường sẽ hoặc là đường phải mở lời nhờ, nói ra mình muốn cái gì và mình offer được cái gì. Để chứ nếu mà không có cái câu đấy thì mọi người sẽ không biết đường đem lại giá trị gì và đường muốn làm việc của mọi người. Thì cái NPC, cái hướng mà NPC nói đấy thì có thể là NPC sẽ introduce là đây, tao tin được nó có khả năng này, nó giúp làm trong hướng này. Còn nếu mà đường, nhân vật Bạch Đường tự nói ra được cái đấy và có đủ các cái thứ khác để giúp nhóm mình tin tưởng thì vẫn được, thì vẫn để xin play out được. Thì đấy là có thể chọn dựa theo hướng là như là theo hướng qua chú Hưng cũng được. Nếu mà là hướng là kiểu gọi là kiểu contact, kiểu hoặc là như đường nói là bò lê lết máu ở trước cửa cái heaven, hoặc là như kiểu là một ngày đẹp trời khi mà tập trung lại có story thì cưng ok chúng ta một người cũ quay lại và kiểu không tin tưởng đường vì đường đã cứu khu Khánh mấy bí. Nhưng mà anh sẽ cho một cái anh nghĩ là khá là objective truth trong câu chuyện này. Bạch Đường mà gặp chú Hưng trước thì Bạch Đường có nhiều cơ hội hơn là Bạch Đường gặp Bính trước. Bạch Đường gặp Bính mà Bạch Đường bị tự là Bạch Đường đi luôn. Yeah, thì đấy. Em nghĩ là Bạch Đường có thứ để cho mọi người ít nhất là sự chia để không nào. Thì đấy, thì để tránh việc phải nói. Dạ, sự kiểu thì sẽ thu ý kiến mọi người và để sau não, và sự sẽ không nói là chuyện gì sẽ xảy ra, thì có dùng cái ý hay không. But I will thank you for your suggestion. Mm-hmm. Yeah.
Okay. Anh nghĩ là những cái suggestion đấy thì Sương có thể theo hoặc là không. Đấy vẫn sẽ là một cái surprise cho mọi người, không vấn đề gì cả. Thank you. Còn cái mà mình establish được, mình đã bàn luận được trong cái buổi hôm nay, anh nghĩ là tốt là một là nhóm mình out of character muốn đường ngồi chơi cùng và preferably là vẫn với nhân vật Bạch Đường bằng một cách nào đấy nếu mà được. Nhưng nếu không được thì không vấn đề gì, không phải cố quá. Và mình là hiểu được cái một phần nào được cái backstory người chơi Đường, nghĩ ra thêm cho nhân vật và mình sẽ cố gắng là tôn trọng phần nhiều cái backstory đấy. Và mình nhận ra được là cách nên bàn chuyện với như thế nào với cho nhau về backstory cho hiệu quả. Yes. Yeah. Let's go. Yay. Okay. Em rất cảm ơn mọi người chơi. Hôm nay ta cũng mất tập trung một xíu, nên là chắc mọi thứ nó sẽ hơi hỗn loạn. Rất xin lỗi mọi người tính cho nó xin rõ. Anh nghĩ là anh cũng xin lỗi mọi người, tại vì khi vào cái buổi nói chuyện này cũng có một cái suy nghĩ sẵn là anh hiểu backstory của Bạch Đường, nhưng mà thực ra là anh chưa hiểu hẳn. Ok. Hóa ra chỉ có duy nhất mình vào đây là với một trang giấy trắng vì mình chưa nghe gì cả. Không, thật ra là em không biết nữa, em không biết. Nếu mà để bảo là em ngồi nói về nhân vật thì em sẽ không biết phải nói từ đâu và nói kỹ đến đâu. Nhưng mà tức là em hiểu cái nhân vật đấy nó sẽ như nào nếu mọi người đã cho mọi tình huống về nhân vật đấy. Hiểu. Nên sẽ là khá khó để em ngồi kể ra nhân vật này nó sẽ có những cái kia, cái là điểm trọng yếu, là điểm trọng yếu. Em sẽ không giải thích được cái đấy. Nếu mọi người hỏi đấy, kiểu hỏi nếu mà như này thì như nào, như nào, thì em sẽ trả lời hết một cách rất logic. Vì em hiểu mọi nhân vật đấy nó hành động như nào, nhưng mà không biết dùng cái từ gì để miêu tả nhân vật đấy. Kiểu em cũng là một tao nhân vật đấy nè, thì tao sẽ như là như kia luôn, là ngồi kiểu viết lý thuyết thôi, viết gì. Em cũng nhận cái điểm này là kiểu... Ok, xin lỗi đi. Tức là Sương có làm có nhân vật với một số bạn đúng không? Tôi cũng nhận ra điểm là generally mọi người khi mà được bắt đầu nói nhân vật ấy, mọi người sẽ tự đưa ra cái câu trả lời rất là hợp lý cho những cái action đó. Nếu như là cho dù họ không kiểu là nhận thức về cái cách để viết cái đó ấy, nhưng mà nó tồn tại sẵn đấy rồi, và chỉ cần là đặt đúng câu hỏi ra thôi là nó sẽ ra được. Đặt câu hỏi là một cái rất tốt để develop thêm trong cái đoạn brainstorm của nhân vật. Anh nghĩ đối với trường hợp của em thì có một thứ cũng có thể giúp, đó là em tóm tắt nó. Cái practice đấy cực kỳ hữu dụng, là làm thế nào một cái mớ bong bong này trong đầu mình cô đọng lại được một câu, một đoạn, và thêm một bước nữa thì có thể là một phút, nhưng mà anh không làm bước đấy tại vì nó hơi mất thời gian trong lúc này của mọi người. Nhưng mà cái đấy mình sẽ đi từ cái cô đọng nhất một câu, xong rồi sẽ dần dần thêm các cái chi tiết cần thiết hơn một tí, xong rồi ra được cái câu chuyện dài mà nó không bị quá rườm rà. Agree. Anh hiểu cái cảm giác khó của Đường. Thực sự anh hiểu cái việc là nếu mà kiểu mày viết cho tao một tình huống hoặc là đoạn đối thoại thì tao sẽ biết nhân vật tao sẽ làm gì ở trong đoạn đối thoại đấy hoặc tình huống đấy. Nhưng mà để có một cái backstory đầy đủ từ là tại sao để dẫn đến được cái tính cách đấy, cái nét tính cách đấy, cái phản ứng đấy thì nó không phải dễ, và nó cũng không phải là kiểu mà mình làm nó mình phải làm cẩn thận cái đấy nha. Thế nên là nha, anh hiểu tại sao mà nghe nó có vẻ hơi loạn một chút. Và một cái khá là actually anh không biết dùng từ gì, tính từ gì cái này, nhưng mà thường thì là cái backstory trong các cái câu chuyện nó không hoàn toàn lộ ra, nó chỉ là nó giúp cho mình khi mà mình nghĩ nhân vật đấy sẽ hành động gì thôi, chứ còn không hoàn toàn được, cái backstory không được hoàn toàn được phơi bày ra hết, nhưng mà nó chỉ là cái bước quan trọng để giúp mình nghĩ là nhân vật sẽ làm gì. Thường thì chúng ta cũng đâu phải, một lúc ngồi chơi chúng ta đâu phải ngồi kể là ngày xưa tao nhà tao bán hàng là thường là sẽ không kiểu vậy. Lúc chúng ta ngồi chơi một game nhập vai sẽ không làm vậy, nhưng anime sẽ làm vậy. Let's go. Xin lỗi. Uống cà phê này làm tôi nhớ về hôm đấy bố mẹ tôi đã chết khi tôi uống cà phê. Uống cà phê flashback. Nên là tôi quyết định đặt cốc cà phê xuống. xin lỗi các bạn đi về. Em bỗng thấy cảm ơn một con người nữa đang đứng vẫn luôn đứng ở đây từ đầu session đến giờ nghe chúng ta nói tất cả mọi thứ. Cảm ơn bạn đứng đằng sau Đường, bạn là một người tuyệt vời luôn đi. Luôn không tốt là đằng sau đấy. Best friend.
mọi ngày em mọi sao? Ngày lần nào cũng một người bạn luôn đứng ở đấy là nghe chúng ta nói true friend. Yeah. Em không thấy được cái sự khác biệt giữa cái vùng đấy và các vùng khác để nó chỉ focus vào cái rèm đúng. Thế là có người đứng đấy đấy. Ok, chúng ta đã xong bàn xong buổi này. anh nghĩ là rồi. Ok. Nếu mà mọi người đã quên thì chúng ta vẫn đang record nên là cảm ơn mọi người đã tune in và lắng nghe buổi nói chuyện. Và bọn mình cũng không có chuẩn bị gì trước mà chỉ là xem behind the scenes mình đã làm như thế nào. Hy vọng là các bạn cũng như bọn mình đã rút ra được những bài học khi bàn chuyện với nhau về backstory của nhân vật. Công nghiệp time. Các bạn nhớ check out YouTube membership và Patreon nếu các bạn thấy là những gì bọn mình làm có ích cho cộng đồng tabletop role playing game của Việt Nam. The second time in your voice.